Rồi, nào, bây giờ tìm nào. Người ta đã làm sẵn cho mình rồi. Đó là thứ nhất. Đó là Tom. Tom thì hợp với lại đáp án D. Cùng tìm hiểu vì sao nhé. Tom rất là active này. Enjoy, làm sao nhỉ? Sports. Loại thể thao Thích các môn thể thao bên ngoài. ngoài Rồi, tiếp theo là gì nữa nhỉ? trước đây anh chơi nhiều môn thể thao dưới nước. Bắt này, nhưng này. Anh thích bài hoạt động khác cho kỳ nghỉ năm nay. Anh đã đi biển vào năm trước, nhưng Chán. Nhưng mà chán nhé, chán ngay. chán sau vài ngày. Cái đấy là thì là cho đáp án D thì vì sao đáp án D ở đây nó là Adventure Holiday. Adventure Holiday thì nó vừa không phải ở dưới nước mà vừa có những cái mới lạ. Và Mình sang cái tiếp theo này. Rồi, tiếp theo. 16 tuổi này. Julia thích đi với luôn bạn. với bản thân từ bản thân ở trường trong kỳ nghỉ hè. Họ muốn đi tới một nơi mới, thăm thăm các địa điểm tham quan ở địa phương và ăn đồ ăn mới. Bố mẹ họ sẽ không cho phép con gái của họ đến một thành phố khác với khác. Nhưng họ sẽ cho phép họ đi đi tới On their own có nghĩa là tự bản thân nhé. Thế tự thì là, bản thân. nhưng mà làm sao? Julia và bạn của cô ấy, Nhưng mà làm sao? Đã thầy đang hỏi từ chữ nhân này. Nhưng nhưng họ tự cho phép họ đi. Julia cái vây đằng sau từ bắt nó đang thay cho cái gì? vậy. Đằng sau từ bắt đấy ạ. Họ không cho con gái của họ đi một thành phố khác với Thế mà là từ dây đang thay cho cái gì? Cái dây sau từ bắt đang thay. dây thay cho Julia và bạn cô ấy ạ. Trong cái câu bắt đấy có cái chỗ nào là Julia ở đây không?
Không ạ. Thế thì sẽ không phải thay cho Julia. Ví dụ này. Ở trong từ dây đấy đang thay cho ai hay thay thay cho cats? Hay cho cash. Ok, thế từ dây trong cái câu đằng sau cái từ bắt ấy, từ dây đằng sau từ bắt thì nó thay cho cái gì? Thay cho thay cho ba mẹ của Julia. Ừ. Thế thì cái từ dâm mình thay cho cái gì? Dâm thầy thay cho thay cho ba mẹ của Julia. Sẽ cho phép. Nên cho ba mẹ của Julia thì khi mà em dịch lại câu này thì em dịch như thế nào? Nhưng họ sẽ cho phép họ đi cho đi đến Em đọc từ em đọc cả một câu xem thấy nó có hợp lý không? Đọc từ chỗ their parents. their parents will. Rồi đọc đọc xong chưa? Rồi. Thế thì từ dâm mình thay là cái gì? Dâm này thay cho Julia và bạn cô ấy. Thế thì cả cái cụm bắt đấy em hiểu như thế nào? Từ cái chỗ bắt đến chỗ their own thì em hiểu như nào? Có nghĩa là nhưng bố mẹ của Julia chỉ cho Julia đi một mình và không cho đi cùng với bạn. Trong cái bài này có viết cái chữ nào là không cho đi cùng với bạn đâu? Em hiểu là vậy thôi chứ không khó. Hỏi là on their own. On their own là đang thay cho mấy người. Ví dụ on my own là một người đúng không? Là tự tự bản thân. Thế thì on their own là mấy người? Mà từ ra này đang thay cho ai với ai? Thay cho Julia và sẽ thay cho ba mẹ của Julia. Nếu thay cho ba mẹ của Julia thì nó có hợp lý với câu này không? Không ạ. Thế thì nó sẽ thay cho cái gì? Julia và bạn của cô ấy ạ. Thế thì em hiểu lại câu này như thế nào nào? Họ Họ là cái gì? là dây Dây đang thay là cái gì? dây thay cho bố mẹ của Julia. Bốn bố mẹ của Julia sẽ làm sao? Sẽ cho Cho chúng ai? Chúng cho là Julia và bạn của
cô ấy. Rồi, bố mẹ của Julia sẽ cho Julia và bạn của cô ấy cho cái gì? Đi đi du lịch. Ừ, đi du lịch làm sao nữa? Đi du lịch Nãy thầy bảo là on the own là cái gì? là một một mình Thì nó tự bản thân. tự bản thân đi tự tự lo cho mình. Nào thế thì từ mất đấy, cả cái cụm sau từ mất đấy em hiểu như thế nào? Có nghĩa là ba mẹ của Julia Ừ. không cho con gái của họ đi đến Trong một đây là thành phố khác. trong đây không có thầy hỏi là em bảo thầy bảo em là em hiểu từ chỗ từ bất trở đi ấy. Nghĩa là nhưng họ sẽ Nhưng họ là cái cho gì? phép, Em phải nói là nhưng bố mẹ của Julia. nhưng bố mẹ của Julia sẽ cho phép Julia và bạn của cô ấy đi du lịch tự đi du Ờ rồi, bây giờ đọc lại cả cái đọc lại từ cái chỗ câu their parents, thế em dịch lại cả câu đấy như nào? bố mẹ của họ sẽ không cho phép con gái của họ đi đến một thành phố khác. City mới là thành phố nhé. Đến một nơi khác. Nơi là place. Đây mới là nơi. Một đất nước khác. Ừ. Mà không có người lớn ạ. Nhưng họ sẽ cho phép chúng đi du lịch, tự đi du lịch. Ừ. Thế thì không cho phép cái gì? Cụ thể là không cho phép cái gì? Không cho phép tiền Tất và cả nó đều thể hiện ở trong câu này. Trong câu này nó nói là không cho phép cái gì? Em nói lại cho thầy nghe nào. không cho phép đi mà không có người lớn đó, đi cùng Không cho phép đi đâu hả em? đến một thành phố khác đó. Thành phố là À, city. đất nước khác đó. Ừ, tại sao lại không cho đi đến một đất nước khác? Vì không có người lớn đi cùng. Ừ. Không cho đi đến một đất nước khác, nhưng mà lại cho phép cái gì? Nhưng mà lại cho phép họ đi, họ tự đi du lịch ạ. Ok, hiểu chưa? Hiểu được cái ý nghĩa câu này chưa? Vâng. Rồi. Rồi, tiếp theo nào, sang cái thứ hai nào. Vâng. Hotly. 21 tuổi này. Nghiệp học xong đại học nên muốn dành biết mới và bắt trước khi anh em bắt đầu tìm kiếm công việc mọi anh ấy Được chưa? Nào, Charlie là người như thế nào nào? Charlie
Charlie năm nay 21 tuổi, dòng sai nữa nào. Charlie năm nay 21 tuổi và chỉ vừa học xong đại học. Anh ấy muốn dành thời gian mùa hè cho một hoạt động, cho một vài hoạt động thì rất thú vị, hoạt động thú vị với một vài người bạn trước khi họ bắt đầu tìm kiếm công việc. Anh ấy thích kỳ nghỉ ở ngoài ngoài đất nước. Countryside. Ngoài đất nước là cái gì hả? Anh chia sẻ trong nông anh ấy thích kỳ nghỉ ở nông thôn, anh ấy thích kỳ nghỉ ở nông thôn hơn hơn thành phố hoặc bãi biển. Anh ấy nghĩ đó, anh ấy muốn làm công việc với động vật trong tương lai. Ừ, đúng rồi. À, tiếp theo mình sang bây giờ còn có mấy phút nữa là hết giờ. Bây giờ em sẽ tìm trước hộ thầy xem là Julia và Charlie thì hợp với lại kỳ nghỉ nào trước nhé. Number 2 là F và number 3 sẽ là và number 2 sẽ là will life experience The A, B, C, E, D, ai. O, E. Okay, yeah. Now, why the life? Rồi. Bây giờ em có thể tự tìm số 3 không nào? Joanna nào. Là beach is cup A, B, C, D, E. O, E. Ừ, rồi. Number four.
City Breaks. A. Ừ, chưa đúng nha. Đó. Ok, rồi, về nhà mình sẽ tìm tiếp giúp thầy nhé. Vâng. Rồi, và trả lời giúp thầy câu này để viết phần trả lời này nhé. Được chưa? Yes. Rồi, ok. Yes. Rồi, hôm nay mình có thể nghỉ ở đây nhỉ? Và sẽ học thầy em sẽ học lại tất cả những từ vựng trong tất cả bài trước giúp thầy nhé. Vâng. Rồi. Thế nhá, bye bye. Goodbye, teacher. Bye bye em. Vâng.